nhập giấy gọi nhập ngũ thì bọn mình tất cả đều tình nguyện, viết đơn tình nguyện. Và thậm chí là mình có anh bạn là anh Phan Hướng, học trên mình một lớp, anh quê Quảng Trị, trích máu, viết đơn bằng máu, xin về để bảo vệ quê hương. Thế cho nên rằng là tất cả bọn mình đều tình nguyện ra mặt trận và viết đơn tình nguyện. Cho đến khi có giấy gọi là chuyện rất là bình thường và đúng nguyện vọng. Chỉ có cái điều tức là năm ấy lụt rất to, vỡ đê thì phải đi giúp dân. Chứ còn hoàn toàn bọn mình tất cả đều tình nguyện hết. Không có trường hợp nào, có một vài trường hợp anh em nó nhát thì nó hãi. Nhưng còn mình là một trong những cái người tợ. Tôi và một số bạn bè viết đơn, họ hơn mình toàn diện. Và mình chỉ hơn họ cái là chết cũng chiến đấu, chết cũng đánh. Và xin lỗi, đánh với thủy quân lục chiến nó khó này. Là tôi nghe nói là thủy quân lục chiến tuyển toàn con không cha không mẹ. Chiến đấu oánh là tới số luôn. Thậm chí là mỗi tay lính thủy quân lục chiến nó đeo cái xanh kêu rông này, 20 quả mỏ vịt. Quánh xong 20 quả mỏ vịt mới dùng đến AR-15. Cho nên đánh với thủy quân lục chiến khó sơi lắm. Vì quánh mỏ vịt nổ như ngu giang, xong cái là đố mẹ thủy quân lục chiến chỉ tiếng không rồi. Cũng kinh chứ thì có phải đùa với nó. Cũng có những lực lượng của nó cũng là ghê đấy. Đó là những lực lượng là giải quyết chiến trường. 6 anh em thì 4 người gục tại chỗ, còn mình và một anh nữa. Thì 3 người chết, còn một anh bị thương lòi ruột. Mình úp cái bát sạch đoạn ruột đó bằng lại, xong hai anh em khênh anh về hậu cứ cách đấy độ 3 cây rưỡi, xong anh em khênh tiếp ra Vĩnh Linh, còn lại quay lại làm công tác tử sĩ. Thì có thể nói này, sau trận ấy thì mình quan niệm là đồng đội chính là người che đỡ cho mình, nếu không có mấy anh bạn đấy chắc không mấy mình chết. Cho nên đồng đội chính là người che đỡ cho ta chiến đấu, vì một gia đình đằng sau, hai là đồng đội. Và tình yêu tổ quốc đó là gia đình và đồng đội. Chiến đấu vì những cái động cơ ấy.